Xúc động nghe bản thu âm cuối cùng của Minh Thuận. Sau khi đưa ca sĩ Minh Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng ngày 21 tây tháng 9, hôm nay ngày 22 tây tháng 9, bản thu âm ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần của anh chính thức được công bố. Đây cũng là bản thu cuối cùng của anh trong trích đoạn của một bộ phim Giấc Mơ Phát Tài. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ Minh Thuận ở tuổi 47 đã khiến công chúng, bạn bè cũng như người hâm mộ anh bàng hoàng tiếc thương. Sau khi tạm dừng đam mê ca hát vào năm 2006, Minh Thuận gần như chỉ tập trung cho những vai diễn điện ảnh lẫn sân khấu. Năm 2016, trước sự yêu thương của khán giả ngày một nhiều, anh ấp ủ cho ra mắt một album Bolero vào cuối năm. Tuy nhiên mọi kế hoạch đều phải gác lại vì căn bệnh ung thư phổi. Sáng ngày 22 tây tháng 9, bản thu âm cuối cùng trọn vẹn Áo Em Chưa Mặc Một Lần do cố nhạc sĩ Minh Thuận thể hiện trước khi qua đời đã được MC Anh Khoa chia sẻ. Ca khúc này cũng chính là bài hát chủ đề trong một bộ phim truyền hình Giấc Mơ Phát Tài do anh đóng vai chính. Giọng hát giàu cảm xúc, lắng động của Minh Thuận khi vừa cất lên đã khiến bất cứ ai nghe cũng không khỏi xúc động. Được biết, bản thu âm được thực hiện trong khi nam ca sĩ bạc mệnh đã biết mình bị căn bệnh ung thư phổi. Sau bộ phim truyền hình Giấc Mơ Phát Tài, tác phẩm điện ảnh Đang 4 năm hai chàng một tình yêu với sự tham gia của Minh Thuận cũng chính thức ra rạp vào tháng 11 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!